Thưa quý vị, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Bình Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc thực hiện công trình tuyến đường thanh niên tuyên truyền tại xã Bình Châu năm 2024. Công trình tuyến đường thanh niên tuyên truyền có chiều dài khoảng 2 km từ bờ kè ấp Thanh Bình 2 đến ấp Bến Lội thuộc khu vực cảng ấp Bến Lội, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuyến đường này đảm bảo các tiêu chí xanh sạch đẹp trong phong trào, chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương. Hơn 60 đoàn viên thanh niên chi đoàn đồn biên phòng Bình Châu và đoàn thanh niên xã Bình Châu đã tổ chức thiết kế và gắn 26 biển tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia, đảm bảo vệ sinh môi trường, tuyên truyền về các tệ nạn xã hội, nội dung cơ bản về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, toàn dân tích cực tham gia hưởng ứng chuyển đổi số, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.